mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Mậu Bùi Finance. Hôm nay Mậu sẽ cập nhật những thông tin về thị trường tiền số trong tuần vừa rồi và suy nghĩ của Mậu về thị trường trong thời gian sắp tới. Mậu xin nhắc với mọi người rằng toàn bộ chỉ là ý kiến riêng của Mậu. Những thông tin được đưa ra trong video này chỉ mang tính chất học hỏi và không được xem là lời khuyên đầu tư. Đầu tiên, xin chúc mừng nước El Salvador là một nước ở Trung Mỹ đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới hợp thức hóa đồng Bitcoin và chấp nhận Bitcoin là một loại hình tiền tệ ở nước này. Tổng thống của nước này đã cho kỹ sư xây dựng hệ thống năng lượng địa nhiệt để có được một hệ thống Bitcoin mining sử dụng năng lượng sạch. Và trong tuần vừa rồi, ông Tổng thống Bukele cũng đã đăng một cái bài đăng lên trên Twitter nói là dàn kỹ sư của ông đã đào được một cái giếng mới và có thể cung cấp khoảng 95 MW cho 100% năng lượng sạch. Và cho những bạn mà chưa biết về năng lượng địa nhiệt là gì á, thì năng lượng địa nhiệt là một nguồn năng lượng được tách ra từ nhiệt trong tâm trái đất. Năng lượng này có nguồn gốc từ sự hình thành ban đầu của hành tinh, từ hoạt động phân hủy của phóng xạ của các khoáng vật và từ năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt trái đất. Và năng lượng này là một loại năng lượng sạch. Thì khi ở nước El Salvador này đã pass cái bộ luật về Bitcoin, thì trong cái luật của Bitcoin thì người dân sẽ được gì? Thì trong luật mới của Bitcoin á, thì người dân sẽ được quyền sử dụng Bitcoin để thanh toán cho những giao dịch hàng hóa và dịch vụ. Và Tổng thống Bukele còn nhấn mạnh rằng á, chính phủ Salvador sẽ đảm bảo khả năng chuyển đổi Bitcoin thành đô la với tất cả các giao dịch. Và cũng trong bài viết này, ông Paolo Arduino là một giám đốc công nghệ của sàn giao dịch Bitfinex, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất hiện nay, đã phát biểu rằng bước đi vừa rồi của nước El Salvador là một bước tiến lớn giúp người dân đạt đến sự tự do về tài chính. Và khi mọi người tìm kiếm trên Google El Salvador currency, mọi người sẽ thấy rằng Bitcoin đã trở thành đồng tiền chính thức của El Salvador bên cạnh đồng đô la Mỹ. Đây là một tin tức cực kỳ vui cho những ai đầu tư vào thị trường tiền số. Và không dừng lại ở đó, một trong những nước láng giềng, nước Mexico cũng đang hướng tới hợp thức hóa đồng Bitcoin. Mới đây, thượng nghị sĩ ông Hino Hoza, một người thượng nghị sĩ của chính phủ liên bang Mexico, đã nói rằng là ông sẽ đệ trình lên các nhà lập pháp để áp dụng tiền điện tử của nước này. Và trong một tweet gần đây, ông đã thay đổi hình ảnh đại diện nói vào một chiếc micro với đôi mắt laser mang tính biểu tượng, cho thấy sự hỗ trợ của ông đối với cái tiền điện tử. Nhà lập pháp này cũng cho biết rằng ông sẽ thúc đẩy về đề xuất pháp lý cho tiền điện tử ở Hạ viện của Mexico. Ngoài ông ra, bà Indira Campes Martinez, một thượng nghị sĩ của bang Nuevo Leon và một nhà chính trị gia khác của nước Paraguay, ông Carlito Rahala, cũng đã đổi hình ảnh đại diện laser hiển thị sự ủng hộ đến với thị trường tiền số. Và mới đây, theo đài của CNBC của Mỹ, Elon Musk mới đưa ra một thông báo, đó là Tesla sẽ tiếp tục giao dịch Bitcoin sau khi xác nhận có việc sử dụng năng lượng sạch hợp lý của các thợ đào Bitcoin. Và tất cả các news dừng để cho chúng ta thấy được thị trường crypto đang dừng hồi phục. Thì phần tiếp theo, Mậu xin chia sẻ ý kiến riêng của Mậu về giá cả Bitcoin trong thời gian sắp tới dựa trên phân tích kỹ thuật. Thì theo Mậu thấy trong thời gian vừa rồi thì giá Bitcoin đã tạo ra những cái đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, cho chúng ta thấy rằng là giá Bitcoin đi xuống. Nhưng ở một diễn biến khác, đó là đường RSI nó đã tạo ra những cái đáy mới cao hơn đáy cũ và những cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, cho chúng ta thấy rằng đây là một loại mẫu hình Đây là một loại pattern, cái này là pattern gọi là Hidden Bullish Reversion. Đây là một mẫu hình đổi chiều xu hướng. Và yếu tố thứ hai á, đó là Bitcoin vừa rồi đã vượt ra khỏi cái mốc kháng cự chéo và nó đang nằm hiện tại, nó đang nằm ở giá 39.760 đồng. Đó là điều thứ hai. Và một nghĩ rằng á, giá Bitcoin sắp tới á, có thể đẩy lên đường MA200 ngay đây là khoảng 42.600 và bị reject về đây tầm khoảng 35.500 đến 40.000. Sau đó nó tạo thêm một cái đáy mới và một cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ để tiếp tục xu hướng tăng của nó là một cái xu hướng khá là bullish. Và dựa thêm một ý nữa đó là khi mà mẫu coi trên Fee and Greed Index, đây là cái bảng đo về độ sợ hãi hoặc là độ tham lam của thị trường, thì trong tuần vừa rồi độ sợ hãi đã rớt xuống 13, một con số khá là thấp vì thị trường khá là sợ hãi trong tuần vừa rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ đang hồi phục dần, thì theo câu nói của nhà đầu tư tài ba tỷ phú Warren Buffett, hãy sợ hãi khi mọi người đang tham lam và hãy tham lam khi mọi người đang sợ hãi, cho chúng ta thấy đây là thời điểm khá thuận lợi để mua Bitcoin. Mọi người có nhận xét gì về thị trường tiền số hoặc muốn mẫu ra những video về những topic khác thì hãy comment bên dưới nhé. Nếu mọi người thấy video này bổ ích thì hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để là những người đầu tiên nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.